trên bàn chứ nó không phải là gắn giống như dạng đèn ha. Đây, zoom cao lên chút xíu cho mình thấy. Chưa có, đây là cái mẫu thôi. Đây là cái mẫu mẫu thôi, sample. Nhưng mà Christine đang thử rất là nhiều máy để cho nó phù hợp với mình làm hơn. Nhưng mà đây là cái cách nè. Bình thường thì mấy anh chị sẽ dũa cái miếng này ha. Cái miếng này là miếng filter này mấy anh chị. Máy nào cũng có hết. Và cái máy này là máy chạy nè. Và cái miếng này là cái hút lực hút của cái máy nó ra. Thì bột nó sẽ rớt vô đây. Và nó sẽ có cái miếng này. Đó ha. Là như vậy. Và cái này là cái control nè. Thường khi mà mình sẽ để trực tiếp đây mình dũa thì cái bột nó sẽ rớt xuống đây. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ làm cái giấy, lấy cái giấy này. Mình để trên này nha mấy anh chị. Đó ha, để trên này. Lấy một cái tờ giấy tờ giấy để lót nó lên. Mà tờ giấy không phải là giấy A4 đâu. Tại vì nó phải có một cái lỗ gì đó để cho nó hút vô nha. Lấy cái giấy này nè. Giấy mà làm bột á là nó hợp lý nhất. Sau đó thì mình sẽ bật chế độ ở bên hông đây ha. Bên hông đây, bật chế độ nè, cho nó hết công suất luôn. Thì nó sẽ ra tiếng ồn. Đó, thì nó sẽ hút vô đây và ở đây nó vẫn còn hơi gió nè. Sau đó mấy chị bắt đầu là mình sẽ dũa nó. Mình sẽ dũa nó nha, để vô đây nè. Đó, bắt đầu mấy chị bật chế độ lớn, mạnh, xấu. Mấy chị bắt đầu dũa nha. Cái này mình zoom xa chút cho mấy chị thấy là dũa nè. Cái bột nó rớt xuống đây luôn. Hôm bữa là cái đầu dũa của mình á, là nó đã giúp cho mình là hạn chế tối đa rồi. Nhưng mà cái máy này nó giúp cho mình là cái bột nó rớt hẳn xuống ở dưới cái phần mà máy hút luôn. Đó, mấy chị thấy không? Là máy nó rớt xuống nè. Đó, thì mình làm cách này thì mình sẽ tiết kiệm là không có cần đổi cái filter. Đó, mấy chị thấy sạch không? Rất là sạch nha ha. Mình làm bằng cách đây là mình không có cần thay filter. Đó, tiếp tục đi nè. Tiếp tục hoàn tất hai ngón còn lại thì mình sẽ để cho nó thấp xuống để cho mấy anh chị thấy là cái lực hút của cái máy. Nhưng mà nó hơi ồn. Cái phần này là bắt buộc là nó hơi ồn nha. Đó, anh chị nào đang có cái máy này hay là có những cái máy khác, mấy anh chị thử xem. Bật chế độ cho nó hết công suất luôn mấy anh chị. Đừng có sợ nó, bật hết công suất bắt buộc nó phải ồn. Sau đó mấy chị cùng bật, khi mà mình phá bột phá treo thì mình sẽ dùng cái file in one. Thì file in one này bình thường nó đã giúp cho mình là cái bột nó rớt xuống rồi. Nhưng mà cộng thêm kết hợp chung với cái máy này nữa, máy hút bụi nữa là tuyệt vời nha. Và cái máy hút bụi thì Christine cũng đang dừng cải tiến hoàn chỉnh. Để khi mà đến với anh chị á, là nó sẽ không có, mọi người sẽ rất là hài lòng về cái máy hút. Lực hút nó phải mạnh ha. Và nó phải gọn nữa. Tháo nè, bột nó rớt xuống đây luôn. Đó, mình không có sợ là nó sẽ bay lên trên nữa. Nên anh chị nào mà đang tháo dip, tháo builder gel hay là làm những cái sơ vịt mà nó mình cần mài đó. Tại vì khi mà mình mài sạch đó, mình dũa là nó sẽ hạn chế cái bụi nó bay vô mình. Mình làm mỗi ngày mà. Đó, rất là sạch. Rồi, khi mà xong hết, mấy chị nên phủi ở trên này luôn. Lúc mà mình còn đang bật máy hút á, mấy chị phủi sạch luôn ha. Đây, rất là sạch luôn. Rồi, tắt máy. Khi mà làm xong á, tắt máy, mấy chị chỉ cần clean cái tờ giấy này. Và mình bỏ thùng rác thôi là được. Tại vì cái máy á, là bụi bột nó rớt xuống đây hết nè. Đó, gấp nó lại ha. Và khi mà mình bỏ thùng rác cũng vậy, mấy chị gấp lại. Làm sao để hạn chế là bụi nhiều nhất có thể. Đó, rồi xong, cái máy sạch sẽ luôn. Đó, bụi bột nó không rớt xuống đây ha. Thì bằng cách làm như vậy thì cái filter của mình lúc nào cũng sạch. Và cái vấn đề mình đang cải tiến thì nó sẽ cho mấy chị biết sau. Và khi mà mấy chị có cái máy này thì mấy chị sẽ rất là hài lòng. Nó tiết kiệm chỗ và nó sẽ là nó work cho mình rất là nhiều. Nên là mấy chị ráng chờ em nha. Tại vì em đang thử rất là nhiều và em đang thiết kế ra một cái máy hút mà nó tiện cho mấy chị và nó lâu, nó bền nữa ha. Nên anh chị nào và hiện và đang có những cái máy hút này để không có cần thay filter thì mấy anh chị không cần thay filter thì mấy anh chị làm bằng cách này nha. Rồi xong.
xong hết rồi thì mình sẽ bắt đầu là hôm nay thì live này thì sẽ tới đây thôi, và hẹn gặp anh chị trong những cái live tiếp theo nha. Và hồi nãy nữa là cô xin sử dụng cây đầu phá